Dạ, và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi một kênh. Cảm ơn bà con. Và hôm nay em với anh Đạt đi đón một cái anh khách. Dạ, đi ghe cào lên đặt máy. Tiếp tục xách em ghe công vụ đi nha cô chú anh chị nha. Mở dây. Lên được. Dạ đó. Xuất phát nha cô chú anh chị nha. Làm này vẫn nặng quá. Đi thôi. Trại ghe hôm nay rất là đông ghe nha cô chú anh chị. Bà con ai có sửa ghe đóng mới, đặt máy lớn thiết kế ghe câu cứ liên hệ em. Dạ, nhà em có đầy đủ hết. Rồi, và bây giờ em với anh Đạt sẽ xuất phát đi đón khách. Dạ rồi, và em với anh Đạt đã đón được khách nha cô chú anh chị nha. Máy ghe công vụ êm lắm bà con, đẩy cái nắp hầm rồi là khủng khiếp, cực kỳ êm. Đây, ra tới ngoài bô mới nghe tiếng máy đã nè. Dạ, ghe khách thì phía sau đó cô chú anh chị. Dạ, ghe của anh khách là từ bến ghe chạy lên. Dạ, cũng rất cảm ơn tấm chân tình của cô chú anh chị đã dành cho kênh của Tâm Vlog và trại ghe của hai cậu cháu em nha. Cảm ơn bà con. Ai có nhu cầu sửa ghe đóng mới, đặt máy tốc độ, thiết kế ghe câu cứ liên hệ em. Dạ, nhà em thì cây cối có sẵn chăm chăm. Bà con ai có nhu cầu cứ liên hệ nha. Dạ, bán lúc nào cũng bao xẻ hết. Đó, ghe công vụ chạy cỡ này nè cô chú anh chị. Chạy bằng nước cô quéo quéo luôn. Nghe công vụ chạy cỡ này nè bà con. Đó, nghe công vụ đó bà con. Cây vô nè. Đó. Cây vô là để dò hoài bình thường nha. Dạ rồi, bây giờ cho ghe của khách vô trước. Dạ, bắt đầu hai anh em mới cầm vô. Rồi, ghe khách đẹp quá bà con. Ghe khách quá đẹp luôn. Ghe cào nha cô chú anh chị, ghe cào hến nha. Mặt cực kỳ duyên luôn nè. Quá đẹp. Rồi bây giờ vô bắt đầu nhận ghe nha cô chú anh chị nha. Coi tình hình làm sửa những gì. Đây chiếc ghe câu gần 1 tỷ nè cô chú anh chị. Khủng khiếp. Anh vô trước đi. Đúng rồi. Máy xe nha cô chú anh chị nha. Đây chú em. Ghe chú em nha bà con. Dạ rồi, bây giờ cho khách vô bắt đầu coi khách cần làm những gì rồi tiến hành mình làm. Dạ, cho anh khách vô trước. Anh đậu cặp với chiếc ghe nhỏ quay đầu xuống á. Chiếc ghe nhỏ quay đầu xuống cặp vô. Ok. Bà con mình ai cần nhu cầu gì cứ liên hệ nha. Dạ rồi, chuẩn bị nhận bệnh nha bà con. Chiếc này lên chắc đổi máy quá. Ghe cào hến nha bà con. Quá trời ghe luôn, nay bến nhà nhiều ghe quá. Cảm ơn bà con nha. Cảm ơn tấm chân tình của cô chú anh chị mình rất nhiều. Bà con mình ai có sửa ghe cứ liên hệ nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Và để cập nhật tình hình mới và những mẫu ghe mới tại bến, bấm vào cái nút đăng ký phía bên dưới màu đỏ của chú anh chị. Hẹn gặp lại bà con nha. Bye bye cô chú anh chị. Chúc sức khỏe bà con mình trong mùa dịch này nha. Tạm biệt.